Từ chiều tối ngày 15 tháng 10 năm 2020, tại góc đường Đào Duy Từ, Cửa Chài, thành phố Huế, nơi cổng dẫn vào bệnh viện quân y 268, người dân thành phố Huế đã đứng đợi và nghẹn ngào khi các thi thể những nạn nhân trong vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 được đưa về bệnh viện quân y 268. Thông tin từ Sở Chỉ huy Tiền phương Thừa Thiên Huế cho biết lúc 19 giờ 30 phút ngày 15 tháng 10 năm 2020, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy tất cả 13 thi thể thành viên đoàn cứu hộ mất tích vào ngày 12 tháng 10 năm 2020. Các thi thể nạn nhân lần lượt được đưa về bệnh viện quân y 268, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước đó, lực lượng chức năng đã nỗ lực tranh thủ từng giờ, từng phút chạy đua với thời gian tìm kiếm các nạn nhân. Và trước đó, như thanh niên đã đưa tin, chiều ngày 12 tháng 10, đoàn công tác đi cứu hộ cứu nạn các công nhân tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 bị sạt lở do mưa bão ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã gặp nạn vào đêm cùng ngày tại trạm kiểm lâm 67 khi đang dừng nghỉ tại đây vì đất đá sụp đổ. Đoàn có 21 người gồm lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục cứu hộ cứu nạn thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 4, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, Ban chỉ huy quân sự huyện Phong Điền và một số cơ quan liên quan. Sau khi sự cố xảy ra, 8 người đã thoát được ra ngoài, 13 người mất tích. Trong số những người được xác định mất tích có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4, Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu và ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền. Nhận được tin báo về sự cố, Bộ Quốc phòng đã có điện chỉ đạo Quân khu 4, Cục tác chiến, Cục cứu hộ cứu nạn và các đơn vị liên quan tích cực triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả.